Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sinh Cường. Và nếu như mọi người đã đọc được cái tiêu đề của ngày hôm nay thì mọi người đã biết được nội dung mà mình muốn nói với mọi người là gì. Đấy, thì phía sau mình là một cái hồ cá rồng rất là yêu quý của ông Cường. Đấy, thì tụi nó đã về nhà mình tầm khoảng được hơn 4 tháng nay rồi. Và phải nói là trong suốt quá trình nuôi cá cái hồ này, đấy, thì không phải là nó quá êm đẹp, nhưng mà có thể là do tập tính của các loài cá này khá là khỏe mạnh, và ông Cường cũng đã rút kinh nghiệm khá nhiều trong quá trình nuôi cá, cho nên là tình hình sức khỏe của nó khá là ổn định. Nhưng mà các bạn biết sao không, ngày hôm nay thì ôi trời ơi, tận thế các bạn, kinh khủng khiếp. Mình thì cũng được ông Cường báo cho hay thôi, chứ thực chất mình cũng không phải là người phát hiện được. Đó, thì ở đây các bạn nhìn thấy đây, cái vợt cá đang chứa một một nhân tố mà mình đã nhắc đến trong cái tụi ngày hôm nay. Đấy, bé Sam nhà mình. Thì lần này bé Sam đã không còn nữa, và cái vấn đề mà làm cho em ấy bị như thế này thì nếu như nói khách quan thì không phải lỗi của ông Cường các bạn. Tại vì nếu như mà lỗi của ông Cường là mình đã làm clip chửi nữa rồi. Đấy, nuôi cá mà phải kỹ lưỡng. Đấy, nhưng mà lần này thì do ba mẹ ở nhà, thì lúc đó tụi mình, nếu các bạn có xem clip tụi mình review cái tiệm cá rồng ở thành phố, thì trong những ngày đó thì tụi mình đã không có nhà và nhờ ba mẹ ở nhà cho cá ăn hộ tụi mình. Đấy, thì có thể là do tụi mình cũng chưa kịp nói cho nên là ba mẹ không biết, thì đã cho mấy bé ăn tép ở trong tủ lạnh mà tụi mình đã để sẵn đó. Nhưng mà thường thì ông Cường sẽ lột vỏ sẵn hết rồi sau đó mới đem đi đông đá đó. Nhưng mà trường hợp lần này thì do là tép nó hơi nhỏ cho nên là ông Cường đã để nguyên vỏ luôn các bạn, sau đó là đem đông đá. Thì sau này ông Cường cho ăn thì ông Cường sẽ lột ra cho tụi nó ăn. Nhưng mà vô tình đợt này đi gấp quá cho nên tụi mình không kịp dặn, thế là ba ở nhà đã cho ăn và không có lột vỏ. Thế là em Sam đã kiểu giống như có thể là ăn tép rồi sau đó là nhiều khi nó còn vướng lại cái ngạnh á, cho nên là không tiêu hóa được, hoặc là do vỏ tép không tiêu hóa được. Cho nên là mới ngày hôm nay sáng sớm, không, tầm khoảng 11 giờ, 12 giờ đấy, thì ông Cường mới lại cho hồ cá săn mồi này ăn. Đó, thế là ông Cường phát hiện bé Sam cứng đơ các bạn, kinh khủng. Đấy, và ông Cường mới la lên bảo là bé Sam chết rồi. Và mình cũng không biết gì xảy ra thì mình mới ra xem. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem lại những hình ảnh cuối cùng của em Sam. Đây, em ấy đây các bạn. Thì chắc là cũng vừa mới đi thôi cho nên là còn rất là đẹp luôn. Cái này là do mình với ông Cường cũng phỏng đoán theo cái khía cạnh là hơi chủ quan một xíu, là do lý do đó. Nhưng mà chắc là như vậy rồi, tại ông Cường sau khi phát hiện máy cứng đơ như thế này thì đã lên sệt các thứ. Thì cũng có khá là nhiều bạn gặp tình trạng như thế này rồi. Đây các bạn, rất là đẹp. Thì đợt này bé Sam là mình với ông Cường tậu về khoảng 3,6 triệu, mà là do có anh tài trợ nữa cho nên là trời ơi, tụi mình rất là thương và quý cái hồ cá này. Đấy, Sam ơi, hay không biết là các bạn xem clip này xong thì chắc là cũng sẽ có nhiều lời khiển trách ông Cường, nhưng mà lần này thì theo như mình cũng là khía cạnh chủ quan, đã khách quan chứ, thì mình thấy cũng không thể trách ổng được. Bây giờ hiện tại ổng rất là buồn các bạn, ngồi lủi thủi ở trong phòng thì cứ ngồi sệt sệt hoài mà cũng đâu có làm gì được. Đấy, đấy, tình hình bé Sam là như vậy. Thì bây giờ một chút xíu nữa thì ông Cường sẽ ra xử lý em nó. Trời ơi, bây giờ ổng thảm lắm các bạn ơi, mình không dám quay ổng cho các bạn xem luôn. Rõ ràng là hồi nãy nha, mình tính kêu ông Cường làm clip này để thông báo với các bạn, tại vì mình biết các bạn theo dõi rất là kỹ cái quá trình nuôi cá của ông Cường, cho nên là thế nào các bạn cũng sẽ phát hiện được là cái sự vắng mặt của bé Sam trong những clip sắp tới. Ê, cho nên là mình mới nói là thôi phải thông báo với các bạn biết đó, mà ổng không dám quay, chắc là sợ các bạn la. Tội lắm, tội lắm. Đó,
Thì nội dung video của mình ngày hôm nay chủ yếu là mình muốn chia sẻ cái rủi ro của mình đang gặp phải khi mà đang sở hữu một bé Sam như vậy. Thì các bạn nhớ lưu ý là khi cho ăn thì cần phải xử lý thức ăn kỹ một xíu, đặc biệt là những loại thức ăn như là tép có vỏ cứng nè, hoặc là có gai á, thì mình nên xử lý là lột ra hoặc là kỹ một xíu để tránh trường hợp bé Sam sẽ như thế này. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.